Khoa Bếp tiếp tục ráo tên Sơn Tùng sau phát ngôn so sánh thu nhập đi hát cả năm cũng không bằng mình. Mới đây, Khoa Bếp, nam YouTuber sở hữu lượng follower khủng nhờ những clip du lịch và review tất tần tật mọi địa điểm trên thế giới, lên tiếng đính chính sau khi vướng nhiều ồn ào. Ngày 26 tháng 5, một số trang mạng xã hội đưa tin Khoa Bếp khoe tiền trong tài khoản của bản thân nhiều hơn ca sĩ Sơn Tùng qua phát ngôn. Tôi mở quán lẩu cho vui thôi chứ tiền của tôi trong tài khoản thì Sơn Tùng đi hát cả đời cũng không bằng. Bên cạnh đó, những bài đăng chia sẻ về việc kinh doanh nhà hàng mới của Khoa Bếp trên đất Mỹ, cập nhật về tình hình hoạt động và hiệu quả của quán lẩu liên tục được đưa tin và lan truyền khắp cõi mạng. Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 5, Khoa Bếp cho biết những thông tin của anh liên quan đến ca sĩ người Thái Bình là sai sự thật. Khoa Bếp chia sẻ trên trang cá nhân, chuyện gì thế, tôi là Sky Chúa, trưởng fan club FC Sky mà, tự nhiên đang vào rừng cắm trại xong chui ra bị Sky quăng gạch là sao, người nào nhét chữ vào mồm tôi kêu Sơn Tùng hát cả đời không bằng tôi vậy, Sơn Tùng hát một đêm 1 tỷ đồng, tôi cài cả tháng mà so gì. Không chỉ thế, Khoa Bếp năn nỉ cộng đồng mạng hãy buông tha cho anh vì hậu cuộc tiểu phẫu tháo neo kéo chân với chi phí 350 triệu đồng, nam YouTuber cần nghỉ ngơi. Trong quá khứ, Khoa Bếp nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đá xéo về chiều cao của Sơn Tùng MTV và gạ nam ca sĩ đi kéo chân. Trong đoạn clip giới thiệu với người hâm mộ về đôi chân mới sau khi được nâng chiều cao, Khoa Bếp rủ rê giọng ca em của ngày hôm qua, cũng đi thực hiện kéo chân giống mình. Anh cho rằng hiện tại Sơn Tùng MTV đã rất đẹp trai, nếu cao thêm một chút nữa thì sẽ vô cùng hoàn mỹ. Khoa Bếp chia sẻ trên kênh YouTube của mình, mặt Sơn Tùng MTV rất đẹp trai lại giàu thì cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi chiều cao, nếu Tùng mà kéo cỡ 8cm là quá tuyệt vời. Trên kênh YouTube cá nhân, Khoa Bếp đã đăng tải video mới có tiêu đề Khoa Bếp đến tận trụ sở tên lửa SpaceX của tỷ phú Elon Musk mua vé máy bay lên sao Hỏa để review. Theo đó, hiện tượng mạng quê Khánh Hòa gây sốc khi tiết lộ việc anh sẽ mua và đặt trước vé bay lên sao Hỏa để review cho mọi người xem. Cụ thể, nam YouTuber đã có mặt tại Starbase, trụ sở phóng tên lửa thuộc công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Khoa Bếp kể lại vụ phóng tàu vũ trụ Starship vào ngày 20 tháng 4. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi bệ phóng được 4 phút, tàu bất ngờ phát nổ. Tuy nhiên, anh vẫn gọi đó là bước tiến cho sự phát triển của lịch sử loài người. Khoa Bếp cho biết chi phí cho mỗi lần phóng tàu ra ngoài không gian khoảng tầm 60 triệu đô la Mỹ, nhưng tỷ phú công nghệ Elon Musk hy vọng con số này sẽ giảm còn 600.000 đô la Mỹ. Nếu chia ra cho 100 phi hành gia, mỗi người chỉ mất khoảng 6.000 đến 10.000 đô la Mỹ cho việc lên vũ trụ. Đáng chú ý, chàng trai chiến ít khẳng định bản thân sẽ là người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa. Mình tới đây để chuẩn bị đặt trước mua vé bay ra ngoài không gian review cho các bạn xem. Đó là lý do tại sao hôm nay mình ở nơi này. Ở dưới đất mình đã đi đủ các phương tiện rồi, như trực thăng, tàu ngầm, du thuyền, khinh khí cầu, chỉ có tên lửa là mình chưa đi thôi. Cho nên mình rất hy vọng Elon Musk thành công để mình review cho các bạn xem, nam YouTuber bày tỏ. Qua những chia sẻ trong video có thể thấy Khoa Bếp rất hào hứng với kế hoạch du hành vũ trụ trong tương lai. Bên cạnh đó, hiện tượng mạng quê Khánh Hòa đã đi lại như bình thường, không còn khập khiễng như lúc vừa mới kéo chân. Nam YouTuber cũng hết hụt hơi khi di chuyển một quãng đường dài, anh vừa cầm máy quay phim vừa thuyết minh cho khán giả. Ngay sau khi đăng tải, clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người trầm trồ trước chia sẻ của Khoa Bếp và hy vọng sẽ được nhìn thấy nam YouTuber bay lên không gian. Hy vọng Khoa Bếp sẽ ra clip du hành vũ trụ bằng Starship trong vài năm sắp tới. Tôi tin không có gì là không thể đối với ông Khoa. Cảm ơn Khoa lần đầu tiên được nhìn thấy chỗ phóng tên lửa một cách gián tiếp mà thực tế đến như vậy. Sắp được coi review vũ trụ rồi, là một số bình luận của khán giả. Khoa Bếp hiện sở hữu kênh YouTube có 4,54 triệu người theo dõi. Vài năm qua, anh sang Mỹ sinh sống và làm nhiều video về xứ sở cờ hoa. Nam YouTuber từng bỏ ra hàng tỷ đồng để đi khám phá nhiều nước trên thế giới, đến những nhà hàng, khách sạn sang trọng đẳng cấp bậc nhất. Tháng 6 năm 2022, Khoa Bếp chi 5 tỷ phẫu thuật kéo dài chân gây xôn xao cộng đồng mạng.